Quý vị ơi, trước khi hát bài hát tiếp theo thì cho phép Tóc Tiên tâm sự một chút xíu. Bài hát này Tóc Tiên dành tặng cho tất cả những cô gái nào có chung một tâm sự với cô gái trong ca khúc này. Ở đây, tất cả mọi người đây, dù ít hay nhiều, Tóc Tiên tin chắc rằng là có ít nhất một lần trong đời quý vị yêu một ai đó một cách điên cuồng. Yêu không tính toán, không suy nghĩ, không cần điều kiện, chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại. Người ngoài nhìn vào thì vẫn nói là tại sao yêu mù quáng quá vậy, tại sao không suy nghĩ. Nhưng mà đôi khi mình không tìm ra được câu trả lời đó, bởi vì chỉ có biết yêu là yêu thôi quý vị. Nhưng mà Tóc Tiên muốn nói với quý vị rằng là đừng cảm thấy buồn hay là cảm thấy hối tiếc vì tình yêu mù quáng đó. Bởi vì sống trên cuộc đời này, dám sống, dám yêu, đó là một điều rất là tuyệt vời. Và bài hát này Tóc Tiên xin dành tặng cho một người chị cũng có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, đang tràn ngập trong tình yêu. Ca khúc được mang tên Yêu Anh Bằng Tất Cả Những Gì Em Có. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tin chi.
xin sửa lại lời bài hát chút xíu, đó là yêu quý vị khán giả mọi người bằng tất cả những tâm tin có. Thank you một lần nữa và xin hẹn gặp lại quý vị ở những lần sau, những chuyện sau. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự trở lại của nam ca sĩ.